Hồi nhỏ đi tắm mưa chú Nhạc à, con biết chú Nhạc rồi. Hello chú Nhạc. Ê, hồi đó trời mưa mọi người, hồi trời mưa mưa đi tắm mưa mấy anh, đi tắm mưa xong rồi bẻ lá môn á, nè phải lá môn lá bạc hà nè, rồi chơi nè, kêu nó có giọt nước nè mấy anh, chơi vậy nè, có giọt nước nè, với lấy cái này che ô bông gì biết không? Mấy anh biết bông này không? Bông gì đây? Bông gì vậy? Ờ, nó rụng đẹp quá. Thank you, cảm ơn tờ là. Hoa đó. Hoa, hoa đó hôi ờm. Hôi hả? Thơm mà. Thơm mà, hôi hả? Hay là cái tên của nó? Có hoa của nó tên đó hả? Hoa, hoa. Hôi ờm hả? Tên hôi ờm hả? Bứt lá môn trét vô nách vui lắm, ngứa chết. Hoa đó chỗ anh nó mọc đầy đường luôn hả? Vậy luôn hả? Cái này cái thuốc hả? Ở cái này mẹ em nói ơi, cái này cái thuốc nè, thuốc gì á, chị đường ruột á, cái cây thuốc này chị đường ruột nè. Cái bông nó hay lá mẹ, cái lá nhai giống như anh nhai ruột rồi phải không? Dạ. Ơi mấy anh ăn rau lang không mấy anh? Ở rau muống không mấy anh? Ê rau muống nhóc luôn nè. Ê nhìn nè biết không,